Trên 50 tỷ đồng là doanh thu chưa từng có trong một bộ phim Việt Nam và tính tới thời điểm này. Thế nhưng bộ phim Em Chưa 18 của bộ đôi đạo diễn Lê Thanh Sơn, nhà sản xuất Charlie Nguyễn đã đạt được thành công đó khi chính thức cán mốc 2 triệu vé bán ra trên toàn quốc. Không chỉ phá vỡ kỷ lục phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại của bộ phim trước đó, Em là bà nội của anh, đạt 102 tỷ đồng sau 3 tháng công chiếu, mà bộ phim có đề tài học đường tưởng rất quen thuộc này còn lọt top 3 bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam từ trước cho tới nay, vượt qua Fast and Furious 7, chỉ đứng sau hai phim Kong Skull Island và Fast and Furious 8. Với đề tài và cách thể hiện quen thuộc dễ dàng tìm thấy ở các dòng phim tin nước ngoài, thế nhưng bộ phim này lại giải quyết được một nhu cầu có thực của đa số khán giả Việt Nam hiện tại. Đó là được xem một bộ phim giải trí trong trẻo mà không bị rơi vào bẫy hài nhảm hay dung tục. Bên cạnh đó, các ca khúc nhạc phim cũng mang lại thành công vượt bậc cho dự án này. Đặc biệt, MV Yêu là Tha Thu đạt con số gần 24 triệu lượt xem trên YouTube. Được biết, cặp đôi diễn viên chính của Em Chưa 18 sẽ tiếp tục được tái xuất trong dự án mới mang tên Em Trên 18, dự kiến sẽ được ra mắt vào ngày 27 tháng 4 năm 2018. Nếu mà anh không muốn đi tù thì đừng có dở chứng nha.